Quỳnh xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Bây giờ là 3 giờ sáng đó ông bà cô chú. Quỳnh thích cho Gia Lạc Ti. Bây giờ bắt đầu vô mùa thu rồi, gió nó hơi mát rồi đó. Bây giờ Quỳnh sẽ ướp thịt nha cả nhà. Hôm nay Quỳnh sẽ nấu món là gì ta? Thịt xào không? Bữa nay Quỳnh sẽ nấu món bún thịt xào. Quỳnh có thịt với gan Quỳnh sắc sẵn rồi, tại nay không có thời gian quay. Cái này là xả với tỏi á, Quỳnh xay sẵn rồi. Giờ Quỳnh ướp. Bỏ vô hết luôn, nhiều quá ta. Trừ lại miếng hồng phi. Lâu lắm rồi mình không có ăn món bún thịt xào á. Bây giờ tự nhiên nhớ lại cái làm. Đang nấu ăn á thì anh ba anh thích đồ uống sữa cả nhà. Mình ra chạy ra cái bỏ cái bếp này nó hơi bị khét rồi. Không sao, Nguyên vớt ra rồi. Ở phía sau này là toàn là công ty không á ông bà cô chú, thành ra là hơi ồn, ông bà cô chú thông cảm cho Quỳnh nha. Giờ Quỳnh sẽ bỏ tỏi vô. Bỏ hành vô đi. Cho nó chấm. Khi cho nó thơm lên rồi bỏ thịt vô. Thịt thì mình, thịt đó thì mình chia làm hai rồi. Rồi phần nửa mình để tủ lạnh. Mình nấu phần nửa thôi. Rồi cho nó thơm lên. Thơm nha. Ê. Quên bỏ cái này vô tư luôn nè. Bởi vì người ta hát thôi. Mùi thơm nó có bay qua màn hình chưa ông bà cô chú ơi? Ở ngoài nó thơm dữ lắm luôn rồi nè. Nãy làm nửa chừng cái Gia Lạc thức, anh ba anh thức cái phải ngưng cho anh ba uống sữa xong rồi mới quay lại. Bây giờ là 1 giờ trưa, 1 giờ rưỡi rồi. Hai tả cho ảnh uống sữa xong rồi giờ mới có thời gian quay qua để nấu ăn nè. Có mẹ Quyền là giờ này là đồ ăn chính hết rồi đó, giờ chỉ việc ăn thôi. Có một mình nên thành ra là nó hơi cực một chút. Thơm quá mời cô chú ơi. Quỳnh sẽ bỏ củ sắn vô, hồi nãy củ sắn Quỳnh sắc rồi. Củ sắn lên trên mạng có 2 tệ rồi, mà quá trời luôn cả nhà. Ăn này ăn chắc 2-3 ngày mới hết nữa. Mua ở ngoài thì 1 củ thôi á, 1 củ bự nha, vừa vừa thôi à. Mà 2 tệ rồi, trên mạng thì nó bán rẻ hơn, tại vì nó bán đồ dạt á. Kiểu như đồ dạt á, nó rẻ hơn. Ở đây ba bên bốn phía toàn công ty không ạ, bà cô chú ơi, còn là xưởng không, thành ra là ồn lắm, ngày nào cũng vậy, ồn nó
thì tối luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ giá vô luôn. Giá Quyền không có ăn sống, Quyền ăn Quyền xào chín luôn. Thơm quá đi trời. Một chảo luôn ăn. Ăn cái gì tối luôn đó. Ăn có một mình nè ông bà cô chú ơi. Quyền thì Quyền ăn ít lắm, thành ra là một chảo vậy là ăn nguyên ngày luôn. Chào cả nhà, bây giờ Quyền sẽ hái rau thơm để ăn với cuốn thịt xào nha. Thấy hết nè, dễ thương dễ sợ không? Được 3 trái, còn 3 trái Quyền sẽ bắt đầu hái nha, mà có chút nhổ luôn để trồng cái khác thôi mà cô chú ơi. Cái mùi không giống rau thơm, giống phóng lũi hơn. Nhổ luôn, nhổ mấy cái cây này để mai mốt mình trồng rồi biết chứ. Nhổ lên luôn để trồng cái khác. Cái này nó kiểu trồng nó không có giống cái mùi của Việt Nam, không có giống mùi rau thơm, mùi nó nghe ngộ ngộ sao á. Được một gỗ nè, mà cô chú hái như đây đủ ăn được rồi, hái nhiều quá ăn không hết. Nghe cái mùi mà sao nghi ngờ nhân sinh quá à, không biết phải rau thơm không ta? Sao nhìn giống cỏ vậy? Nhưng mà hạt giống thì đem từ Việt Nam qua đó ông bà cô chú. Nhưng mà sao nó mọc nghe cái mùi lạ lùng quá. Cái mùi này giống cái mùi cỏ quá à. Sao mũi không giống người rau thơm chút nào đi. Cái hình dạng thì cũng tự tự đó. Hình dạng thì lông lá nhiều quá, nhưng nhìn nó cũng không giống nữa. Cái bao bì ở ngoài rau thơm á, mà không biết sao mở lên không giống rau thơm chút nào đó. Có khi nào người ta bỏ lộn giống không ta? Sao nha, mùi giống mùi cỏ quá. Lặn xong rồi rửa, rồi cái bắt đầu ăn bún thịt xào. Lâu lắm rồi mới ăn bún thịt xào. Nó mà nhiễm nước miếng. Cứ bốc khởi ngoài nghe cái mùi nó không giống nẹo chứ. Nghe mùi giống mùi cỏ chứ.
rau mình tự mình trồng nên mình cũng biết là rau hay là cỏ. Cái này mà hả mọc ngoài đường, mọc ngoài đường chắc không biết là rau, rau thơm đâu, tại cái mùi nó không phải rau thơm. Cái này là rau quế, rau quế, rau quế hửi hửi cái mùi thì giống rau quế thiệt, còn rau thơm á thì nghe cái mùi giống cỏ dại quá, giống mùi cỏ dại luôn á. Trời ơi, cầm nó già cù rồi, cái cầm nó già rồi. Rồi được nhiêu đây nè ông bà con chú ơi, lấy nhiêu đây ăn thôi. Chứ cái mùi này quyền có nguyên nợ nhân sinh quá à, không nghe cái mùi nó không có giống từ tôm chút nào hết trơn, nó giống cái mùi cỏ, mùi cỏ mọc bên đường á, giống như cái mùi bộ xích vậy đó ông bà con chú, giống như cái mùi gọi là gì đó, húng quế á, húng chó, húng quế gì đó, nghe cái mùi giống vậy á. Rồi đi rửa rồi đi ăn. Xong rồi nè ông bà con chú ơi, giờ chan nước mắm lên, nước mắm tỏi ớt nãy Viện đâm, nãy Viện không có thời gian cho nên là Viện không có quay luôn. Thơm chưa, thơm chưa, chả nước miếng, chả nước miếng nha. Mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn bún thịt xào với Quyền nha. Thơm quá, thơm quá. Mời ông bà cô chú ăn trưa với Quyền nha. Giờ cũng 2 giờ rồi chiều luôn rồi, còn đâu mà trưa nữa. Cái bún này Quyền mua không có bún nhỏ, Quyền mua bún bự luôn. Bún này giống bún bầu bế. Mời ông bà cô chú nha. Bún này dai quá. Mùi xả, ngon. Mời ông bà cô chú ăn bún thịt xào với Quyền nha. Trộn lên. Bún này á là bún sợi to, Quyền kiếm bún sợi nhỏ mà không có, cho nên là Quyền mua bún sợi to luôn. Và bún này kìa giống bún ăn bún bún bầu Huế á, cọng nó to to vậy á, thơm quá. Mời ông bà cô chú nha. Bây giờ là 2 giờ luôn rồi, ông bà cô chú ơi, ăn đi. Ăn giữa trưa luôn rồi, không còn là ăn trưa nữa. Ăn xong rồi mình phải đi giặt đồ của Gia Lạc. Tại vì cái khăn của Gia Lạc á hay xài nhiều á. Em hay ọc sữa đó, cái chùi á. Bây giờ phải giặt thường xuyên lắm. Mà ông bà cô chú nha. Mùi xả ngon, giòn giòn của củ sắn nè ha, với giá nè, thơm của mùi tỏi với xả. Cái bún này nó dài dữ lắm luôn, bún này nó dài. Mùi rau thơm tự trầm, nghe cái mùi giống thúng lũi quá. Hay trời ơi,
tại khí hậu đâu. Cái hạt giống này là mẹ Quyền đem từ hồi Việt Nam qua đó ông bà cô chú, mà trồng sau cái mùi nó giống hệt như ở bên đây luôn. Bên đây người ta cũng có bán, mà cái mùi nó cũng giống. Bên đây người ta cũng có bán rau thơm nữa, cái mùi nó y hệt về luôn nè. Hay là tại khí hậu ta. Nhưng mà rau quế thì nó cái mùi nó bình thường, cái mùi nó giống rau quế. Còn rau thơm thì cái mùi nó giống như húng lủi vậy đó. Gia Lạc uống sữa mà nhìn nè ông bà cô chú. Trời ơi, đổ mồ hôi hẹp hết trơn à. Quá trời quá đất luôn. Cứ như là đi tắm vậy. Mâm mâm mi. Mỗi lần mà hả đỡ em lên cho em ở hay là coi như là cái bộ đồ Quyền là cũng thay luôn á. Mỗi lần ở sao mà vậy nè ông bà cô chú. Trời ơi, cứ như ma cà rồng nè. Vậy đó. Giờ chuyện nha. Dạ. Nhìn em sao em đen với vậy ta. Sao em đen với vậy. Em đen tù lùi à. Gia Lạc đen thui à ông bà cô chú ơi. Da Yên thì trắng, còn Gia Lạc thì da ngâm, đen thùi lùi à. Mỗi lần em mở xong là cái bộ đồ của Quyền coi như là đi thai luôn đó ông bà cô chú. Mở một cái là sữa nó chạm ra. Dơ hầy luôn. Ngủ đi, ăn no rồi ngủ đi. Ở nhà tối ngày lê quê của hai mẹ con vậy đó ông bà cô chú. Anh Hồng Bá thì làm chỗ này gần được một tháng rồi đó, mà về 8 giờ rưỡi chắc được 2 ngày, còn nhiêu ha là 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ tôi nói ha là thường xuyên luôn, còn 8 giờ rưỡi là được chắc được 1-2 ngày vậy đó, giống như mình bị lừa vậy không. Mới đầu nói là 8 giờ rưỡi xong bây giờ ha là 11, 12 giờ luôn. Hello. Hello anh ba. Hello anh ba. Hello anh ba. Việt Nam mình thì gọi là anh ba, còn Trung Quốc gọi là anh hai. Đâu rồi, anh lớn đâu rồi? Má. Xin chào ông bà cô chú. Xa gì là khoan điện. Ừ, xin chào ông bà cô chú đi, để lên. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Tối ngày lấy cây cài của mẹ cài lên đầu vậy đó, thiệt chứ. Nhìn giống con gái thiệt chứ bồ. Mới về. Về. Mới đi về cái anh hai điện thoại kêu đi thay cục pin xe. Thay cục pin xe kêu đi, đi chạy ra tiệm lấy. Giờ đi đó. Thôi. Đúng biết không à? Thẳng không à? Mama, tôi chẳng có ai đi đi, tôi chẳng ai đi đi. Ừ. Vậy nói mẹ ơi, con muốn yêu em, thương em vậy đó. Cái gì ai xin làm hình trái tim vô đưa vô em trai đó, mắc cười ổng không. Tại sao miếng xong cơ khờ gì mà khờ gì hả khờ gì khờ gì chịu em vậy đó hả chị luôn hả. Ở Giang làm trái tim đưa vô em đó, mắc cười ổng không. Ôi, thôi ba. Tôi xin bao đi đi. Tôi xin bao đi đi. Về đây. Bao. Thôi, không được.
Giang rồi ấm Gia Lạc. Ông bà cô chú hoi nhỏ lắm con. Ni bao đi đi, wo bao đi đi, ni bao đi đi. Thôi em nhỏ lắm không có ôm được. Ôm lọt em nghe luôn. Tối ngày đợi ôm đâu hoài à. Trời ơi, chảy nước mũi kìa. Rồi. Duyên ơi, lại bye bye ông bà cô chú đi, mình đi ngủ nè. Anh Hồng Bá anh mới về xong rồi cái anh hai điện thoại kêu đi ra tiệm làm gì đó không biết nữa. Rồi anh đi mất tiêu à. 9 giờ về. Rốt cuộc về tắm rửa xong cây đi tiếp. Rồi bye bye ông bà cô chú đây. Bye bye ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Yeah. Chúc ông bà cô chú ngủ ngon. Giang, Gia Lạc đi ngủ đây. Gia Lạc. Đi ngủ đây. Anh Hồng Bá anh hồi nãy anh về xong rồi anh tắm rửa xong rồi anh đi tiếp rồi. Anh hai điện thoại ra tiệm không biết làm gì đó, nhờ làm gì đó không biết nữa. Quyền đi ngủ đi ông bà cô chú ơi. Chúc ông bà cô chú ngủ ngon. Em bị ác gì rồi. Video của Quyền xin chia sẻ đến đây thôi ông bà cô chú ơi. Cảm ơn ông bà cô chú, anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ cho kênh của Quyền. Ông bà cô chú, anh chị và các bạn có yêu thương kênh của Quyền á thì nhớ bấm đăng ký, like và chia sẻ cho kênh của Quyền. Nhớ bấm chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Bây giờ tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà vào video sau. Bye bye cả nhà.